Thầy trò Trossier dậy thở với mục tiêu giữ ngôi vua Đông Nam Á. Sáng ngày 29 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 với kết quả không thể nào dễ chịu hơn cho thầy trò Trossier khi rơi vào bảng C nhẹ ký cùng với Philippines và Lào. 10 đội tuyển được chia vào 3 nhóm hạt giống căn cứ theo thành tích thi đấu ở giải đấu năm ngoái. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam đương kim vô địch, Thái Lan đương kim Á quân và Đông Timor hạng 3. Nhóm hạt giống số 2 gồm Campuchia, Malaysia và Philippines. Nhóm số 3 gồm Brunei, Indonesia, Lào và Myanmar. Kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Philippines và Lào, chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng với Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, bảng B là cuộc cạnh tranh của Đông Timor, Malaysia và Indonesia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào bán kết. 2 đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh vô địch, 2 đội thua ở bán kết gặp nhau trong trận tranh giải 3. Hồi đầu năm ngoái, huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đá giải này ở Campuchia vào chung kết và Bảo Toàn đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đồng đội qua mặt Thái Lan để lên ngôi vô địch. Cần biết thời điểm tháng 2 năm 2022, dịch bệnh COVID-19 còn hoành hành dữ dội khiến rất nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam nhiễm bệnh. Trong điều kiện khó khăn trăm bề, VFF đã nhiều lần tăng cường cầu thủ đi đường bộ sang Campuchia để huấn luyện viên Đinh Thế Nam có đầy đủ đội hình ra sân. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam đại thắng U23 Singapore 7-0, thắng Thái Lan 1-0. Bán kết đánh bại Đông Timor 5-3 trên chấm luân lưu 11m sau 90 phút hòa nhau không bàn thắng. Mùa này, VFF cần xây dựng lực lượng trẻ hơn, hướng đến các mục tiêu quan trọng trong tương lai. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải với thành phần chủ lực là các cầu thủ thuộc lứa tuổi U20. Đây cũng là mong muốn của huấn luyện viên Trossier rèn giũa lứa kế thừa cho tuyển quốc gia, nhưng mục tiêu chắc hẳn vẫn là giữ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Chút khó khăn cho huấn luyện viên Trossier trong đợt hội quân U23 những ngày FIFA đầu tháng 6, VFF vẫn chưa tìm ra quân xanh cọ sát. Lẽ ra, thầy trò Trossier nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Thành Đô đã quyết định tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023, tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6. Tuy nhiên, do thời điểm này trùng với thời điểm sân vận động đăng cai tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng, nên Panda Cup 2023 sẽ không thể được tổ chức như kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức Panda Cup cho biết, giải đấu này sẽ được dời sang một thời điểm phù hợp khác, căn cứ theo lịch FIFA Day còn lại của năm 2023. Mặc dù cuộc chơi bị hoãn, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn giữ nguyên lịch tập trung cùng với tuyển quốc gia trong thời gian FIFA Day. Đây là điều cần thiết để huấn luyện viên Philip Trossier cùng các cộng sự tiếp tục kiểm tra, đánh giá lực lượng của đội nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 vào tháng 9 trên sân nhà. Bên cạnh đó, VFF cũng đang triển khai phương án tìm kiếm đối tượng thi đấu cọ sát thích hợp phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn tập trung này.